900 bàn ư, Ronaldo còn muốn 1.000 bàn cơ. Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá ghi bàn thứ 900 trong sự nghiệp. Và cột mốc 1.000 bàn thắng mà CR7 đặt ra là chẳng hề hoang tưởng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo đã đạt mốc 900 bàn thắng sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Croatia. Cột mốc lịch sử. Cristiano Ronaldo đã đạt được một cột mốc quan trọng vào rạng sáng thứ 6 khi ghi bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Cầu thủ 39 tuổi này đã ghi bàn cho Bồ Đào Nha trong chiến thắng 2-1 trước Croatia tại vòng bảng Nations League 2024-25. Ngay sau khi ghi bàn, CR7 đã chạy thẳng ra cột cờ gốc để ăn mừng đầy cảm xúc. Không còn là màn ăn mừng theo kiểu siêu đầy ngạo nghễ nữa mà là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Đây là bàn thắng thứ 131 của anh cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Và điều đặc biệt là con số 900 bàn trong toàn bộ sự nghiệp cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Theo đó, CR7 có 131 bàn cho Bồ Đào Nha, 5 bàn cho Sporting Lisbon, 145 bàn cho Man United, 450 bàn cho Real Madrid, 101 bàn cho Juventus và 68 bàn cho Anas. Ghi bàn trong hơn 2 thập kỷ. Những bàn thắng của Ronaldo trong dự nghiệp. Hành trình đạt cột mốc 900 bàn của Ronaldo dài đến mức nếu ai đó sinh ra khi anh ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Giờ họ đã 21 tuổi. Theo đó, CR7 lập cú đúp cho Sporting vào ngày 7 tháng 10 năm 2002, ở tuổi 17, 8 tháng và 3 ngày trong chiến thắng 3-0 trước Moriren. Sau đó, anh chuyển đến Man United, ghi 118 bàn sau 293 trận cho Quỷ Đỏ trước khi gia nhập Real Madrid vào năm 2009 với mức giá kỷ lục thế giới khi đó là 94 triệu euro, 80 triệu bảng. Trong 9 năm ở đội bóng Tây Ban Nha, anh đã ghi 450 bàn chỉ sau 438 trận trước khi chuyển đến Italia để gia nhập Juventus. Tại Ba Đàm Gia, Ronaldo đã ghi thêm 101 bàn nữa trong 3 năm gắn bó trước khi trở lại Man United, nơi anh ghi 27 bàn sau 54 trận. Nhưng sự trở lại Manchester United không có cái kết như trong truyện cổ tích. Và vào năm 2023, anh đã chuyển đến Saudi Arabia để khoác áo Al Nassr, nơi anh đã ghi được 68 bàn thắng và vẫn đang tiếp tục. Người ghi nhiều bàn nhất lịch sử. Ronaldo mới là người có nhiều bàn thắng nhất theo các thống kê chính thức, chứ không phải Pele hay Romario. Không có cơ sở dữ liệu rõ ràng nào để xác định cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của bóng đá nam. Nhưng Ronaldo hiện đang dẫn đầu nếu tính các trận đấu chính thức ở cấp độ cao, khi đã vượt qua mốc 800 bàn thắng trong lần thứ hai khoác áo Man United. Các huyền thoại người Brazil như Pele và Romario đều tuyên bố đã ghi được hơn 1.000 bàn thắng mỗi người. Nhưng nếu loại bỏ các trận giao hữu thì con số đó giảm xuống còn 700. Các nhà thống kê không chính thức RSSSF thì cho biết Pele đã ghi được 778 bàn thắng, trong khi Romario ghi được 785 bàn. Lionel Messi, đối thủ lâu năm của Ronaldo, đã ghi được 867 bàn thắng trong sự nghiệp cho đến nay. Tôi muốn 1.000. Ronaldo đang hướng tới mốc 1.000 bàn thắng. Thời gian không đứng về phía Ronaldo vì anh đã 39 tuổi. Nhưng cầu thủ kỳ cựu này quyết tâm tiếp tục chơi cho đến khi đạt được con số đáng kinh ngạc là 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Phát biểu với người đồng đội cũ ở Man United là Rio Ferdinand trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của mình, Ronaldo cho biết anh tự tin mình có thể đạt được cột mốc này trong vài năm tới. Tôi muốn đạt 1.000 bàn thắng, anh nói. Nếu tôi không bị chấn thương, thì đây là điều quan trọng nhất đối với tôi muốn điều đó. Tất cả các bàn thắng tôi ghi được đều có video. Ronaldo nói gì khi lập kỳ tích? Sau khi đạt mốc 900 bàn, Ronaldo cho biết, thật vui khi được trở lại sân cỏ và ghi bàn. Và thật tuyệt khi được gặp lại một số người bạn cũ. 900 bàn thắng có vẻ giống như bất kỳ cột mốc nào khác. Nhưng chỉ có tôi mới biết việc nỗ lực mỗi ngày để ghi bàn thắng thứ 900 khó khăn như thế nào. Đó là một cột mốc độc đáo trong sự nghiệp của tôi. Tôi không phá vỡ kỷ lục, chúng ám ảnh tôi.